Xin chào bà con. Giữa một cây cho ra hoa đậu trái tự nhiên và một cây bà con xử lý ra hoa vụ nghịch thì nó giống và khác nhau như thế nào? Có thể bà con chưa biết, về mặt sinh lý thực vật, mỗi một cây muốn ra hoa thì phải trải qua các giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tạo chồi, tạo lá. Để chi? Để nó sẽ quyết định tiềm năng và năng suất của cái cây đó. Cây đó nó có lá nhiều, lá nó tốt, nó khỏe thì cây mới tổng hợp đủ chất dinh dưỡng, năng lượng để nuôi cây, hoa trái nó mới lớn được. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn phân hóa mầm hoa, tức là tượng hoa. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn ra hoa đầu trái, hình thành trái non. Thì giữa quá trình ra hoa nghịch vụ và ra hoa trái tự nhiên đều trải qua ba giai đoạn này hết, tức là giống nhau ở cả ba giai đoạn. Tuy nhiên, giữa xử lý ra hoa tự nhiên và xử lý ra hoa nghịch vụ nó có điểm khác nhau. Cái điểm thứ nhất là đối với xử lý ra hoa nghịch vụ thì bà con phải can thiệp bằng hóa chất hoặc là can thiệp bằng cách sốc điều kiện, stress, khô hạn hoặc là xử lý xả lá đối với chanh hồng hạt. Nếu mà bà con không can thiệp thì nó sẽ không ra hoa. Cái điểm thứ hai nữa là đối với ra hoa nghịch vụ, bà con có thể xử lý theo ý muốn của mình. Ví dụ đối với chanh hồng hạt, bà con muốn thu hoạch trái vào tháng giêng âm lịch năm sau thì có thể bà con xử lý vào tháng 9 năm trước. Tại vì chanh từ lúc ra hoa đậu trái cho đến thu hoạch thì chỉ có 3 tháng rưỡi mà thôi. Cho nên muốn thu hoạch vào tháng giêng thì bà con có thể xử lý ra hoa vào tháng 9 năm trước, thì đến tháng giêng bà con sẽ có trái hái. Cái điểm khác nhau thứ ba nữa là đối với xử lý ra hoa nghịch vụ, phải thành thật mà nói là rất là khó. Đòi hỏi là bà con phải am hiểu tường tận kỹ thuật bón phân, kỹ thuật xử lý. Ngoài ra thì xử lý ra hoa nghịch vụ còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, và đặc biệt là phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm xử lý của bà con. Thêm một cái nữa là xử lý ra hoa nghịch vụ còn tùy thuộc vào loại thuốc mà bà con xử lý và cách xử lý nữa. Như đã nói, xử lý ra hoa nghịch vụ rất là khó làm. Cho nên là khi bắt đầu xử lý ra hoa, bà con cần phải chú ý các điểm sau đây. Vào giai đoạn tạo lá, tạo chồi thì bà con cần phải bón rất nhiều phân hữu cơ. Chúng tôi khuyến cáo là bà con nên bón từ 10 đến 20 kg. Để chi? Để đất nó tơi xốp, thông thoáng, bộ rễ cây nó phát triển tốt, khỏe, hấp thu tối đa được chất dinh dưỡng từ phân bón hóa học mà bà con bón sau này. Ở giai đoạn này thì bà con có thể bón thêm cái phân NPK, đặc biệt là tăng lượng đạm lên. Để chi? Để có đạm thì lá nó mới phát triển to khỏe, hoa nó mới lớn và dễ đậu trái sau này. Ở giai đoạn tạo mầm hoa thì bà con không cần phải bón thêm đạm, chỉ cần bón lân và kali là đủ. Bởi vì sao? Là tại vì lân và kali nó sẽ giúp cho cây nó chuyển hóa sang giai đoạn sinh sản rất nhanh, nó tăng khả năng phân hóa mầm hoa của chồi lá. Hay nói đơn giản là thay vì cái chồi đó bà con bón đạm, nó sẽ lớn lên, nó thành lá, thành chồi, thành nhánh. Thì bà con thay thế bà con bón bằng lân và kali thì nó sẽ giúp cho cái chồi đó nó lớn lên, nó mọc thành hoa. Lân và kali nó cũng sẽ giúp cho quá trình tạo mầm hoa nhanh hơn, và cái bông, cái hoa đó nó sẽ lớn nhanh hơn cho bà con. Ở giai đoạn ra hoa và đậu trái thì bà con cần phải đặc biệt lưu ý, tại vì giai đoạn này nó sẽ quyết định đến năng suất của bà con sau này. Nhưng mà tại vì xử lý vụ nghịch á, là xử lý vào giai đoạn thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa gió bão sấm chớp lũ lụt đủ thứ hết, cho nên là cây có thể nó sẽ khó ra hoa, hoặc nó ra hoa rồi nó lại không đậu trái, nó rụng hoa hết, hoặc thậm chí là nó đậu trái non rồi nó lại rụng trái non luôn. Ra là ngoài yếu tố kỹ thuật, ngoài yếu tố bón phân, yếu tố thời tiết thì bà con cần phải chú ý đến sâu bệnh và dịch hại ở giai đoạn này nữa. Tóm lại thì xử lý ra hoa nghịch vụ và ra hoa tự nhiên đều phải trải qua 3 giai đoạn là tạo chồi, phân hóa mầm hoa, ra hoa và đậu trái. Tuy nhiên thì bà con cần phải có sự can thiệp bằng hóa chất hoặc là các kỹ thuật canh tác khác thì việc xử lý ra hoa nghịch vụ mới thành công. Trong khi ra hoa tự nhiên thì bà con không cần phải can thiệp gì cả. Nếu bà con xử lý ra hoa nghịch vụ thành công thì chanh bà con bán sẽ thu lại lợi nhuận nhiều hơn, bà con được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên điều này cần phải có kỹ thuật xử lý và phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm canh tác của bà con nữa. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu xong sự giống nhau và khác nhau giữa xử lý ra hoa nghịch vụ và ra hoa trái tự nhiên. Cảm ơn bà con đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.